Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và ngày hôm nay thì em xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất khá là rộng để quý anh chị mua phân lô hoặc là xây biệt thự, nhà vườn, nghỉ dưỡng cũng như là để dành quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và lô đất ngày hôm nay thì đã được chủ san lấp rất là cao ráo, san lấp cao bằng với mặt đường. Có diện tích là ngang 20, từ cái ranh bờ gạch này quý anh chị đo sang bên tay phải, tới cái bụi tre bên kia là 20m và dài sâu xuống phía sau là 41m. Tổng diện tích trên sổ là 822m2, đất đã lên thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước thôi quý anh chị nhé. Ngang 20 và sâu là 41, tổng diện tích 822m2, một lô đất khá là lớn. Từ vị trí này quý anh chị chạy ra tới mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ DT825 chỉ 400m và ra tới trung tâm thị trấn Đức Hòa là khoảng 1,2 km quý anh chị nhé. Xung quanh khu vực này thì dân cư nhà cửa ở cũng đã rất là đông đúc, một lô đất khá là vuông vức, ngang 20 và dài là 41, đã lên thổ cư 100%. Quý anh chị mua để mà tách ra làm 4 lô để bán cũng khá là tiện lợi, hoặc anh chị nào mua xây nhà vườn, biệt thự, nghỉ dưỡng hoặc là để dành cho tương lai của mình sau này, cho con cháu của mình sau này thì đừng nên bỏ qua vị trí ngày hôm nay. Nó nằm ngay gần với khu vực trung tâm của thị trấn Đức Hòa. Những anh chị nào mà ở khu vực Tên Lửa, Bình Tân, quận 6, chúng ta đi theo hướng tỉnh lộ 10, mình lên khu vực này để đầu tư thì rất là phù hợp với tuyến đường đi và tiện lợi giao thông quý anh chị nhé. Và giá của lô đất ngày hôm nay chỉ có 4,3 tỷ Việt Nam đồng, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên quý anh chị. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy ra phía bên ngoài để quý anh chị tham khảo đường đi quý anh chị nhé. Đường xe hơi, xe tải là vào tới đất, dân cư đông đúc. Tọa lạc tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cách với mặt tiền đường tỉnh lộ DT825 chỉ 400m và cách trung tâm thị trấn Đức Hòa là 1,2 km. Khu vực này nhà cửa dân cư ở rất là đông đúc rồi. Và những cái vị trí đất trống thì không còn nhiều nữa, đặc biệt là những lô đất lớn không có nhiều. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất ngày hôm nay có diện tích ngang 20, dài 41, tổng diện tích trên sổ là 822m2 thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất cũng như tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Và những anh chị chính chủ nào có nhu cầu cần bán bất động sản của mình thì cũng xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo Biển Xanh để trên màn hình, như là gửi hình sổ hồng, định vị và hình lô đất thì Biển Xanh sẽ tìm tới vị trí bất động sản của mình quý anh chị nhé, để kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất. Lô đất ngày hôm nay ngang 20 và dài là 41, tổng diện tích trên sổ là 822m2, lô đất có hướng Bắc. Đất đã lên thổ cư 100%, rất là phù hợp để quý anh chị mua phân lô, tách ra làm 4 lô hoặc xây nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng cũng như là để dành thì vị trí ngày hôm nay cũng rất là thích hợp. Nó nằm cận liền kề trung tâm thị trấn Đức Hòa, cách với mặt tiền tỉnh lộ DT825 chỉ có 400m và cách trung tâm thị trấn Đức Hòa là 1,2 km quý anh chị nhé. Khu vực mặt bên phía gần thị trấn Đức Hòa thì cái giá trị bất động sản cũng khá là cao. Và những anh chị ở khu vực Tên Lửa, Bình Tân, quận 6 mình di chuyển theo tỉnh lộ 10 đi lên hướng thị trấn Đức Hòa này để đầu tư thì rất là phù hợp và tiện lợi. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày quý anh chị nhé. Xin thân bạn ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.